Sau khi phóng sự, thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng, người chữa các bệnh về xương khớp gút bằng phương pháp cấy chỉ đầu tiên ở Việt Nam, được phát sóng, rất nhiều bệnh nhân khắp mọi nơi đã gọi điện liên lạc với chúng tôi nhằm muốn biết thêm thông tin về vị bác sĩ tài năng này. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của bệnh nhân bị xương khớp gút ở khắp mọi nơi, nhóm phóng viên chúng tôi làm tiếp phóng sự này nhằm cung cấp cho các bạn những thông tin bổ ích liên quan tới phương pháp cấy chỉ, chữa bệnh xương khớp và cách chữa xương khớp của thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng. Để quý vị và các bạn có thể dễ dàng tìm đến địa chỉ chữa bệnh xương khớp tốt nhất hiện nay. Chúng tôi tìm đến phố Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Từ lâu, đây đã là địa chỉ tin cậy của những bệnh nhân mắc các bệnh về xương khớp, dây thần kinh, bệnh liên quan tới đường hô hấp, thu hút hàng trăm lượt bệnh nhân đến khám mỗi ngày. Chúng tôi có cuộc phỏng vấn nhanh với một số bệnh nhân tại đây. Cô là Nguyễn Thu Hà, năm nay là cô 67 tuổi. Cô bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Cô cũng đã đi châm cứu rất là nhiều nơi nhưng mà nó không đỡ được là mấy. Cô cũng tìm hiểu và đến chỗ Hải Thượng Hạ Đông. Cô cấy chỉ lần này là được 3 lần rồi. Cô thấy cũng phải đạt gỡ đến 70%. Và cô thích nhất là cô về nhà cô đã ngủ được và hai tay của cô không bị tê nữa. Giờ nó chỉ còn hơi hơi ở bàn tay. Anh tên là Nguyễn Tiến Giao. Năm nay anh 46 tuổi. Anh bị, thứ nhất là anh bị đau lưng. Nhưng mà cái thời nó bị thì cách đây 4-5 năm rồi. Nó chớm đau. Nhưng mà đến cách đây lửa năm thì nó mới đau dữ dội như thế này. Thì bây giờ nó chèn xuống một bên mông với tất cả một cái bên chân đấy. Bây giờ là anh bị gần như bị liệt đấy. Nhưng mà đến đây thì anh được cấy chỉ một lần rồi. Thì nó cũng đỡ hơn mà anh đã đi lại được. Đi bằng xe máy được rồi. Thưa thạc sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, theo chúng tôi được biết, cấy chỉ rất phổ biến trên thế giới, nhưng ở Việt Nam thì phương pháp này rất ít người biết đến. Vậy xin bác sĩ cho khán giả được biết cấy chỉ là gì ạ? Cấy chỉ là một phương pháp châm cứu đặc biệt. Thay vì đưa kim châm cứu vào huyệt, người ta đưa một đoạn chỉ cắt vít vào huyệt. Khi đoạn chỉ cắt vít này nằm trong huyệt, có tác dụng kích thích rất là mạnh gấp nhiều lần so với châm cứu. Đoạn chỉ cắt vít này sẽ tiêu trong khoảng 10 cho đến 15 ngày. Chỉ cắt guýt cấy vào huyệt vị có tác dụng làm tăng protein, hydrat carbon và làm tăng chuyển hóa dinh dưỡng của cơ. Bên cạnh đó, sự kích thích liên tục ở huyệt vị cải thiện tuần hoàn máu cho vùng cấy chỉ hoặc vùng bị liệt của bệnh nhân, tăng trương lực các sợi cơ. Hơn nữa, phương pháp cấy chỉ hiệu quả điều trị bệnh nhanh và cao hơn so với phương pháp châm cứu. Nhiều bệnh nhân châm cứu không khỏi nhưng khi cấy chỉ một thời gian ngắn đã khỏi bệnh. Bởi vì cấy chỉ một lúc có thể tác động vào nhiều huyệt ở nhiều vị trí khác nhau, chữa được nhiều bệnh trên cùng một bệnh nhân. Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội với tấm bằng thạc sĩ, hiện đang là trưởng khoa châm cứu của Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Nội. Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng có nền tảng về kiến thức chuyên môn vững vàng toàn diện. Với bàn tay khéo léo của mình, hàng ngàn người đã khỏi bệnh nhờ vị bác sĩ tài ba đức độ này.